Chào tất cả anh em, mình là Táo Độ. Hôm nay mình làm clip để servo. Rất nhiều anh em hỏi là anh ơi, sao khi anh 300.000 sub rồi anh không servo như những cái đợt 100.000 sub và 200.000 sub mình đều servo anh nhé. Thì thời gian vừa rồi mình rất bận làm cái bộ phim đời đấy và nhiều cái yếu tố khác nên là mình chưa servo được. Nhưng mình chắc chắn là mình sẽ servo cho anh em. Thì cái lần servo này có cái gì đặc biệt hơn thì mình sẽ nói về bầu xỉu của ông anh em nhé. Đây này, rất nhiều anh em hỏi là anh ơi không bán bầu xỉu của ông mà mình có bán nhưng mà mình bán rất ít. Với bầu xỉu của ông này thì nó cũng rất tốt nhưng mà tiếng nổ nó sẽ không ấm bằng bầu hơi ô tô anh em nhé. Thì mình sẽ nói trước về bầu hơi ô tô trước đi. Tất cả bao quả bô này của mình này là bằng một loại giá thôi em nhé, là 2.6 nghìn là full cổ bầu hơi ô tô. Đây, SC Moto GB này, SC tem khắc này, AK tem khắc này, MIVV cũng tem khắc luôn. Thì giá của nó là 2.6, thì tất cả các loại bô này, ba chiếc bô ở đầu này là SC Motor GB, MIVV cộng với AK thì mình sẽ sale là còn 2.1 triệu anh em nhé, bằng giá 2.1. Riêng con SC tem khắc này, mình sẽ sale là còn 1.9 triệu cho anh em, nhưng mình con này 1.9 triệu là full cổ hơi ô tô. Thì rất nhiều anh em bảo là mình lại nhắc lại một chút, mà rất nhiều anh em bảo là sao anh ơi bô bên anh đắt vậy, thì đắt là do cái cổ hơi ô tô này. Anh em nhé, bầu hơi ô tô rất đắt luôn. Riêng một cái bộ cổ này nó đang 1.2 triệu rồi anh em ạ. Nó cực kỳ đắt, mà đắt nó sắp ra miếng, một tiền nào cũng của ý anh em ạ. Nghe nó hoàn toàn luôn. Thì bô bên mình nhập cũng là toàn bô hàng cao cấp, chứ không phải bô ở thị trường rất nhiều loại bô anh em ạ. Một cái mẫu bô khỏe nhìn rất giống nhau, nhưng cũng rất nhiều loại giá luôn. Thì anh em có thể nói chung là anh em thích mua ở đâu thì mua ở đấy thôi, mình cũng không nói nhiều. Và tiếp theo là của bầu xỉ này em ạ. Bầu xỉ thì nó rất nhỏ gọn, âm thanh thì nó sẽ mà chát hơn bầu hơi ô tô một chút, nó chát hơn, nó sẽ không được ấm bằng. Thì bầu xỉ của ông này nhé, thì mình bây giờ mình sẽ công bố giá luôn, vì thời gian tới mình sản xuất rất nhiều bầu xỉ của ông. Thì bầu xỉ của ông này, ví dụ như 3 chiếc bổ ở đây, giá bình thường mình sẽ bán về cho anh em là 2 triệu anh em nhé, 2 triệu, còn là 2 triệu là full bổ tất cả loại đây rồi. MIVV cộng bầu xỉ của ông cũng chỉ 2 triệu thôi. Thế anh biết được chênh lệch giá tương đối với bầu ô tô với bầu xỉ không? Bầu xỉ đó này nếu anh em nào muốn mua lẻ nhá, mình bán lẻ luôn. Anh em nào mua lẻ mình sẽ bán với giá là 650.000 anh em. Bầu xỉ đó y lốc 74 xịn, 650.000 bán như bán giá xỉ luôn anh em ạ. Bầu xỉ đó này trước thì vẫn bán giá khoảng độ 1 triệu đấy. Bây giờ mình bán 650.000 thôi, cho anh em chơi cho thoải mái luôn. Tại vì thời gian tới mình sản xuất bầu xỉ đó hàng tính hàng trăm hàng nghìn cái luôn, mình sản xuất rất nhiều. Tất nhiên là hàng chiến lược của mình vẫn là bầu hơi ô tô, và bầu hơi ô tô mình vẫn là hàng đắt tiền. Thì cái bầu xỉ đóng này lần này thì mình sẽ sale được bao nhiêu? Bầu xỉ đóng này cộng với 3 cái bổ đây mình sẽ sale được còn 1.700.000 anh em. 1.700.000 bô mới MIV cộng bầu xỉ đóng rất rẻ đúng không anh em? SC là SC AK đều như thế, 1.700.000 bầu xỉ đóng anh em nhé. Còn anh em là muốn chơi bầu hơi ô tô thì vẫn phải là 2.1. Còn cổ titan mình sẽ sale, anh em nào mua cổ công là 3.5 triệu sẽ sale được còn 2.5 triệu anh em nhé. Còn anh em là muốn mua bô thì mình sẽ cộng thêm tiền bô vào cho anh em, và tất nhiên là vẫn sale cả bô cả cổ cho anh em. Nhưng anh em là muốn mua cổ công, đây con này con winner này, đây mình bọc nylon vào rồi thì sẽ là 3.5 triệu là còn 2.5 triệu mà thôi. Ví dụ như full bộ nha, bình thường bên mình bán là 5 cổ thì mình sẽ sale cho anh em là còn 3.8 đó, 3.8 full bô SC tem khắc cộng bầu ô tô titan là rất ngon rồi. Thì anh em nào mua hàng thì anh em nào ở tỉnh nhá, thì mình xin phép là anh em cọc mình trước 100.000 tiền ship. Phí ship là anh em chịu, mà anh em cọc mình 100.000 tiền ship thì phí ship bình thường sẽ là gần 200k rồi. Mình sẽ hỗ trợ anh em 50% cái phí ship đấy. Anh em cọc cho mình 100.000 tiền phí ship thì mình sẽ gửi hàng cho anh em nhận hàng thanh toán. Ví dụ như cái mua này với bầu xỉ này là 1.7, anh em cọc mình 100.000 thì anh em sẽ nhận hàng thanh toán 1.7, còn là tiền ship mình sẽ giảm ở này rồi. Và cái MI và cái bầu ô tô cộng MIVV cũng là 2.6 triệu còn 2.1 thì mình sẽ sale còn 2.1 đấy, thì mình sẽ nhận cọc của anh em 100.000, sau đó anh em sẽ nhận hàng thanh toán 2.1, có nghĩa là tiền phí ship mình sẽ giảm này rồi. Rất nhiều anh em thắc mắc thì mình cũng nói luôn anh em biết, tại vì phí ship một cái bộ như này nó dao động khoảng độ chừng 150.000 đến 190.000 cơ, tại vì tùy anh em size gần nữa thì nó rất đắt anh ạ. Ship thì mình có ship nhanh thôi, 2-3 ngày là anh em nhận được, nhưng mà ship chậm thì nó chỉ mất 100.000 thôi, nhưng mà mất tầm 1 tuần anh em mới nhận được cơ. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé.